Quang Tuấn Nghi bị bóng đè khi quay phim tại Đà Lạt, kêu cứu nhưng không được. Tuấn bị đè, cảm giác có một vật gì nặng đè rồi Tuấn nhắc à. Mà lúc đó là hai đứa rủ nhau á là hôm nay được rảnh buổi chiều nằm ngủ xíu là lát đi chụp hình á, chụp hình chơi. Thì Tuấn nằm mà Tuấn thấy nó bước vô gần cửa rồi. Mà Tuấn kêu cứu, có người không biết được Tuấn kêu cứu. Trong đầu mình kêu cứu mà nó không nghe, mình nói gì nó không nghe. Ra thì không biết cái cảm giác là phải là bóng đè hay không, nhưng mà bữa đó là Tuấn đi quay phim tại Đà Lạt. Là Tuấn đang nằm ngủ vào buổi trước chiều. Không phải giữa chiều, buổi trưa khoảng 2 giờ trưa. Tuấn nhớ như in. Hồi xưa là Tuấn quay ở chung phòng với Thanh Duy á, Thanh Duy là chồng của Kali á. Nghĩa là Tuấn đang nằm thì Tuấn bị đè, cảm giác có một vật gì nặng đè rồi Tuấn nhắc à. Mà lúc đó là hai đứa rủ nhau á là hôm nay được rảnh buổi chiều nằm ngủ xíu là lát đi chụp hình á, chụp hình chơi. Thì Tuấn nằm mà Tuấn thấy nó bước vô gần cửa rồi. Mà Tuấn kêu cứu, có người không biết được Tuấn kêu cứu. Trong đầu mình kêu cứu mà nó không nghe, mình nói gì nó không nghe. Thì lúc thấy nó quay lại, một chập thấy nó quay lại, nó nhìn mình nó cười, thôi mình thấy chết là được phát rồi. Tới đến bước mình cái nó nói gì mà mình không nghe rõ, cái nó bỏ đi luôn, đóng cửa đi luôn. Cái biết xác lắc một xíu gọng. Cái cảm giác mà khi mà nó đóng cửa đi á, thấy là mình tuyệt vọng á, cái cảm giác mình tuyệt vọng á, ghê lắm. Nhưng mà không biết sao á, khoảng 5-10 phút sau tự động mình cứ đọc được. Cái lần đầu tiên Tuấn trải nghiệm. Thì cũng có cảm giác giống như anh Tuấn á, cái cảm giác khi mà mình đang ngủ á, tự nhiên mình cảm giác được là mình mở mắt ra được. Rồi mình có thể nghe được tiếng những cái người xung quanh. Nhưng mà mình lại thấy cái cơ thể của mình nó không thể nào mà cử động theo cái ý muốn của mình được. Đúng rồi. Là giống như là mình vẫn mở mắt, mình vẫn nghe được tiếng mọi người xung quanh, mình vẫn nhìn thấy được, nhưng mà mình không có động tay động chân theo cái ý thức của mình được. Thì có thể cái cảm giác đó chắc là bóng đè đó mình. Chuyện này anh không biết tâm linh hay không, Mà anh là người chứng kiến. Cái bữa đó anh đi quay phim thì anh ra bụi chuối, anh lúc đó anh mắc đi vệ sinh quá, anh ra một cái giật mình luôn, tự mình hù mình hay sao không biết nữa, mà thấy cái bóng bay gì đó mà không có biết đó, cái đó là cái gì, cái phần hồ ác phần tính chạy vô luôn mà không cài lần đầu tiên cảm nhận được cái sự tâm linh. Cô ở đây là để giúp cho tụi con á. Con qua hai đứa ngủ có ngon không? Dạ, cho em xin hình phạt ạ. Trời kỳ trời. Tại vì Mỹ biết sao không? Chị nói Mỹ nghe nè. Tại vì cái vai diễn này của chị đó là cái nét diễn á là nó khó lắm. Mình phải là có tâm lý rồi mình đầu tư rồi ngay cái khúc đó nó xuất thần. Chứ bây giờ kêu diễn lại mà diễn nhiều nét khác nhau nó bị phá cái hình tượng của cô Hạnh. Mỹ hiểu chị đúng không? Cho nên là chị chấp nhận hình phạt là thấy có lý chưa? Dạ em chắc em nghĩ cái này em với mọi người chắc cũng thích thích chị Nhi hát. Chị